Chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Vào ngày 29 tháng 8, thì người phát ngôn cơ quan hàng không của nước Nga đã thông báo một chiếc trực thăng Mi-8 đã bị rơi trong lúc đang huấn luyện. Vụ tai nạn này khiến cho toàn bộ thành viên của phi hành đoàn thiệt mạng. Hiện tại thì nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được tích cực điều tra. Theo người phát ngôn cơ quan hàng không Nga, trực thăng Mi-8 bốc cháy sau khi rơi xuống mặt đất văn phòng của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga tại vùng sao Uran cho biết, cho đến tối ngày 29 tháng 8 theo giờ địa phương, thi thể của ba người được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn. Theo văn phòng này, vụ rơi trực thăng không gây thương vong cho người dân, cũng như không làm thiệt hại tài sản của người dân. Trước đó, theo hãng thông tấn TASS, các báo cáo nói rằng một chiếc trực thăng Mi-8 thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga bị rơi trong một khu rừng gần khu định cư Brutny và toàn bộ người trên trực thăng đều thiệt mạng.